Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Kim Vũ xin kính chào quý vị đang trên kênh NMTV. Hôm nay ngày 28 tháng 12 năm 2019, gồm các bản tin sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Nhật Bản phá chiến hạm và phi cơ qua tuần tra ở vùng biển Trung Đông. Lần đầu tiên, từ khi thông qua các đạo luật mới về quốc phòng vào năm 2016, cho phép quân đội Nhật Bản tham gia các chiến dịch quân sự ở nước ngoài, Tokyo vào hôm nay, 27 tháng 12, loan báo quyết định phái một khu trục hạm cùng hai phi cơ qua vùng Trung Cận Đông để góp phần bảo vệ các tuyến hàng hải trong khu vực. Theo phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga, hai chiếc phi cơ tuần tra hàng hải Hibachi cùng một khu trục hạm tình báo đã được phái qua vùng Trung Đông vừa để đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực, vừa nhằm đảm bảo an toàn của các tàu vận tải phục vụ cho Nhật Bản. Ông Suga nêu bật ví dụ là 90% dầu thô mà Nhật Bản nhập cảng là đến từ vùng Trung Đông. Theo hãng tin Pháp AFP, quyết định của Nhật Bản được đưa ra trong bối cảnh một số tàu chở dầu, trong số đó là một tàu Nhật Bản bị tấn công ở vùng vịnh, trong lúc một vài tàu khác đi qua vùng eo biển Hormuz bị Iran chặn giữ. Để đối phó với Iran, Hoa Kỳ đã lập ra một liên minh triển khai chiến hạm trong vùng nhằm hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã khẳng định với AFP rằng lực lượng Nhật Bản sẽ không tham gia liên minh của Mỹ cũng như không hoạt động tại vùng biển Hormuz, mà chỉ tuần tra ngoài khơi trên vịnh Oman, ở vùng phía bắc biển Ả Rập và trên vịnh Aden. Nhiệm vụ của lực lượng Nhật Bản ở vùng Trung Đông sẽ kéo dài một năm. Quyết định của Nhật Bản cử phi cơ và chiến hạm đến tuần tra ở vùng biển Trung Đông được đưa ra đúng ngày Iran khởi động một cuộc tập trận hải quân chung với Nga và Trung Quốc ở vùng Ấn Độ Dương và vịnh Oman. Theo đài truyền hình quốc gia Iran, nội dung tập trận bao gồm các hoạt động cấp cứu tàu thuyền bị quả quạng hay bị cướp biển cũng như các bài tập bắn đạn thật. Vào hôm qua, Bắc Kinh cho biết là đã phái một khu trục hạm có trang bị tên lửa dẫn đường tới tham gia cuộc tập trận kéo dài 4 ngày. Theo một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cuộc tập trận chỉ là một hoạt động giao lưu quân sự bình thường giữa ba lực lượng vũ trang, chứ không nhất thiết gắn liền với tình hình khu vực, theo RFI. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo. Philippines cấm hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và đưa ra các quy tắc visa mới cho người Mỹ. Tin từ Manila, Philippines vào thứ Sáu ngày 27 tháng 12, phát ngôn viên của Tổng thống cho biết Philippines cấm hai nhà lập pháp Hoa Kỳ đến thăm và sẽ đưa ra các hạn chế nhập cảnh chặt chẽ hơn đối với công dân Mỹ nếu Washington thi hành lệnh trừng phạt đối với việc giam giữ một nhà phê bình chính phủ hàng đầu. Theo tin từ Reuters, Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ áp đặt yêu cầu trong việc xin visa đối với công dân Mỹ nếu bất kỳ viên chức Philippines nào liên quan đến việc tống giam thượng nghị sĩ Lila D. Lima bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ, như yêu cầu của các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Richard Durbin và Patrick Leahy. Hành động của ông Duterte được đưa ra sau khi Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn ngân sách năm 2020 có chứa một điều khoản được các thượng nghị sĩ giới thiệu chống lại bất kỳ ai liên quan đến việc giam giữ bà Dilima, người bị cáo buộc về các tội liên quan đến ma túy vào đầu năm 2017, sau khi bà dẫn đầu một cuộc điều tra về vụ giết người hàng loạt trong cuộc đàn áp chống ma túy khét tiếng của ông Duterte. Philippines cấp phép nhập cảnh miễn visa trong tối đa 30 ngày cho người Mỹ, 792.000 người, trong số đó đến Philippines trong 9 tháng đầu năm 2019, gần 13% số người nước ngoài vào Phi, theo dữ liệu của chính phủ. Phát ngôn viên Sovender Panilo của Tổng thống cho biết, các hạn chế đi lại đối với việc giam giữ của bà Dilima là vô lý, vì bà không bị cầm tù sai, mà là bị giam giữ chờ xét xử vì nhiều tội. Thưa quý vị, lo ngại an ninh, Mỹ siết chặt quản lý máy bay không người lái. Quy định mới yêu cầu mọi loại máy bay không người lái UAV do tư nhân điều khiển phải sử dụng một hệ thống nhận dạng từ xa nhằm xác định danh tính của người điều khiển và thiết bị. Reuters ngày 27 tháng 12 cho hay, Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ FAA vừa đề xuất một quy định mới yêu cầu mọi loại máy bay không người lái UAV do tư nhân điều khiển phải sử dụng một hệ thống nhận dạng từ xa nhằm xác định danh tính của người điều khiển và thiết bị. Đề xuất trên sẽ được lấy ý trong vòng 60 ngày trước khi được triển khai. Nếu được thông qua, FAA kỳ vọng quy định mới có thể giúp lực lượng chức năng chủ động hơn trong việc đối phó những hiểm họa tiềm ẩn từ việc bùng phát UAV vốn đang làm dấy lên nhiều lo ngại an ninh ở Mỹ. Hồi tháng 10,
cơ quan này cũng trình lên Quốc hội Mỹ một dự luật khác nhằm siết chặt quản lý máy bay không người lái ngay tại địa phương. Theo đó, thúc đẩy chuyển giao quyền kiểm soát không phận dưới 60 mét từ chính quyền liên bang sang cho cơ quan quản lý địa phương. Xin mời quý vị theo dõi bản tin kế tiếp. Mỹ bắt công dân Trung Quốc lén chụp hình căn cứ quân sự. Một công dân Trung Quốc đã bị bắt ngày 26 tháng 12 trong khi đang chụp hình một căn cứ hải quân của Mỹ tại bang Florida. Vào 6 giờ 50 sáng ngày 26 tháng 12, các nhân chứng nhìn thấy Diao Liu đi bộ xung quanh hàng rào bên ngoài và tiến vào căn cứ quân sự của không quân hải quân Mỹ ở Key West, bang Florida. Họ đã cảnh báo Liao rằng anh ta đang đi vào khu vực cấm, còn gọi là vùng Truman, khi Liao chụp hình các tòa nhà chính phủ ở gần các cơ sở quân sự nhạy cảm. Cảnh sát quân sự Mỹ sau đó phát hiện Liao chụp hình bằng điện thoại. Họ tiếp cận Liao và xem những bức hình anh ta chụp. Cảnh sát ngay lập tức gọi một đặc vụ liên bang. Người này bắt giữ Liao với cáo buộc xâm nhập căn cứ hải quân để chụp hình các cơ sở quốc phòng. Liao đã nói với cơ quan điều tra tội phạm hải quân Mỹ bằng tiếng Anh rằng anh ta chỉ đang cố gắng chụp hình mặt trời mọc. Tuy nhiên, khi Liao cung cấp mật khẩu điện thoại và cho phép đặc vụ Mỹ xem lại các bức hình, đặc vụ này đã nhìn thấy những bức hình chụp vùng Truman trong điện thoại của Liao. Liao, 27 tuổi, đã ra trình diện trước tòa liên bang lần đầu vào chiều ngày 27 tháng 12. Hải quân Mỹ mô tả, căn cứ Key West là một trong những trung tâm liên hợp tình báo hàng đầu thế giới. Căn cứ này theo dõi hơn 1.000 mục tiêu mỗi ngày, biến các hình ảnh tình báo thành các chương trình thực tế ảo. Căn cứ Key West cũng giám sát hàng chục triệu km vuông bề mặt trái đất để xác định các mối đe dọa tới an ninh của Mỹ, bao gồm các hoạt động vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Mỹ, nhân sự từ toàn bộ 5 nhánh của quân đội Mỹ và đại diện của 13 quốc gia làm việc tại căn cứ này. Kể từ năm 2018, đây là lần thứ hai một công dân Trung Quốc bị bắt với cáo buộc chụp hình các cơ sở quốc phòng tại căn cứ hải quân ở Key West. Hồi tháng 2, Tòa án Liên bang đã tuyên phạt Zhao Wenli, 20 tuổi, khung hình phạt tối đa sau khi sinh viên Trung Quốc nhận tội chụp hình trái phép các cơ sở quốc phòng của Mỹ. Zhao đã đột nhập vào cơ sở của lực lượng đặc nhiệm, phối hợp liên ngành phía Nam thuộc Bộ Tư lệnh Phương Nam Mỹ, nằm trong căn cứ ở Key West hồi tháng 9 năm ngoái, khi chưa được sự cho phép, trong khi có nhiều biển báo ghi rõ đây là khu vực cấm và cần tránh xa. Thưa quý vị, và sau đây là bản tin cuối cùng. Trung Quốc phóng tên lửa Long March 5 mang theo vệ tinh liên lạc siêu lớn. Trung Quốc vừa phóng tên lửa hạng nặng Long March 5 mang theo một trong những vệ tinh liên lạc lớn nhất hoạt động trên quỹ đạo địa đồng bộ ở độ cao 36.000 km. Tên lửa không gian Long March 5 còn được gọi là CZ-5, được phóng lên từ điểm phóng Wincheng trên đảo Hải Nam lúc 20 giờ 45 giờ địa phương và được phát trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia CCTV. Đây là vụ phóng quan trọng sau nhiều lần thử nghiệm thất bại trước đó, đồng thời cũng góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ vươn tới sao hỏa của nước này vào năm 2020, theo AFP. Tên lửa CZ-5 mang theo vệ tinh CGEN-20, bản điều khiển năng lượng mặt trời của vệ tinh này có chiều dài hơn 40 mét, dài hơn sải cánh của một máy bay Boeing 737, theo Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc. Vệ tinh dự kiến sẽ đưa tần số liên lạc không gian của Trung Quốc lên 5 GHz và tốc độ truyền dữ liệu lên 1 TB mỗi giây. Đây cũng là vệ tinh đầu tiên của Trung Quốc sử dụng động cơ đẩy ion cực mạnh để cải thiện khả năng của động cơ và thời gian sử dụng. Vệ tinh cũng có thiết bị mã hóa lượng tử có tính báo mật cao để phục vụ hoạt động quân sự và chính phủ. Sau hai lần phóng thất bại vào năm 2016 và 2017, vệ tinh được đưa vào nghiên cứu, điều tra và sửa chữa để chuẩn bị cho lần phóng vừa qua. Bản tin đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Xin quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút subscribe hoặc nút đăng ký ở phía dưới video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.